thần thánh. Còn đây là con gà vàng ươm, con gà trống 2,5 kg. Mời cả nhà các bạn nha. Chấm chấm vô cái chén muối ớt này, nó ngon. Mời. Khói nó lên nghi ngút cả nhà mà. Mời nhà bạn nha. Cái trứng con gà nó béo cả nhà ơi. Cái trứng nó béo quá trời béo. Chun 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 chun. Gớt cái rang này. Gớt trời ơi. Cái trứng nó rất là bự ha. Mời cả nhà bạn nha. Nóng quá. Chén nước chấm ngon. Chấm chén nước chấm thần thánh. Trời ơi nó nóng nè, khói nè cả nhà bạn thấy không? Khói nghi ngút con gà cái nè. Nước dẻo. Nó ngọt. Siêu thần thánh thiệt. Giờ để chén nước chấm này xuống mình mới xé nó ra được nha cả nhà bạn. Cái này phải. Cái này nha. Nước nó ra ngọt quá cả nhà bạn ơi. Ăn cái này mình phải có cái kéo. Ăn cái đùi nó không được, giờ mình ăn cái cánh. Cánh thương không? Cái đùi đó nè. Cái trứng cũng không có ngọt bằng cái đùi cả nhà bạn. Mmm.